Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn đối với những người yêu thích tìm hiểu về lịch sử đã không còn xa lạ gì với cái tên chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Ông là người đã tác động tới Tổng thống Dương Văn Minh quyết định kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng vào cuối tháng 4 năm 1975. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về cuộc đời ly kỳ của một nhân sĩ yêu nước, chuẩn tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Hạnh. Ông Nguyễn Hữu Hạnh sinh năm 1924 trong một gia đình khá giả tại ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, quận Châu Thành, Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Năm 1945, ông tốt nghiệp trung học chương trình Pháp tại Mỹ Tho với văn bằng tú tài. Sau khi tốt nghiệp trung học với bằng tú tài, ông vào quân đội Liên Hiệp Pháp vào năm 1946 và theo học tại trường Võ Bị Địa Phương Nam Việt, Vũng Tàu. Ra trường, ông được điều đi phục vụ tại một đơn vị bộ binh, giữ chức trung đội trưởng, dưới quyền thiếu úy đại đội trưởng Dương Văn Minh. Sự kiện này đánh dấu cho sự khởi đầu của mối quan hệ thân tình giữa hai người về sau. Năm 1952, ông Nguyễn Hữu Hạnh chuyển sang quân đội quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, làm việc tại Bộ Tổng Tham mưu, được thăng cấp đại úy và giữ chức tham mưu trưởng phân khu Sài Gòn Chợ Lớn. Khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống, đổi tên quân đội quốc gia thành quân đội Việt Nam Cộng Hòa và mở chiến dịch tiêu diệt lực lượng vũ trang của các giáo phái, lúc này Thiếu tá Nguyễn Hữu Hạnh được cử giữ chức tham mưu trưởng từ chiến dịch Hoàng Diệu đến chiến dịch Thoại Ngọc Hầu, sau đó ông được thăng cấp trung tá dưới quyền Đại tá Dương Văn Minh. Tháng 8 năm 1958, ông được cử đi du học lớp chỉ huy tham mưu cao cấp tại trường Fort Leavenworth, tiểu bang Kansas, Mỹ. Khi trở về, ông được thăng cấp vào năm 1963, ông chuyển đi miền Tây Nam Phần, giữ chức vụ tham mưu trưởng quân đoàn 4. Cùng trong năm này, vào khoảng tháng 10, cha đẻ của ông qua đời. Trước lúc qua đời, người cha này có di nguyện được chôn cất tại quê nhà ở tỉnh Mỹ Tho. Tuy nhiên, thời điểm này quê ông Hạnh lại đang thuộc quyền kiểm soát của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Ông Hạnh đã thẳng thắn trình bày với Mặt trận và xin ngưng bắn 3 ngày để làm lễ tang và chôn cất cha. Việc thỏa thuận này thông qua người bác họ của ông Hạnh đang công tác ở Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, ban binh vận là ông Nguyễn Tấn Thành. Được biết, thời gian trước đó, ông Thành cũng từng bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa bắt giữ 2 lần, nhưng nhờ sự can thiệp của Đại tá Nguyễn Hữu Hạnh nên được trả tự do. Nhận thấy thời điểm này đã thuận lòng người đôi bên, cán bộ binh vận Trung ương Cục và Miền đã giao cho ông Thành nhiệm vụ tiếp cận và cảm hóa Đại tá Hạnh làm cơ sở bí mật mang mật danh là S7 hoặc Sao Mai. Và đương nhiên, nhiệm vụ này thành công mỹ mãn vì bản thân ông Hạnh cũng là người yêu nước, một lòng hướng về nhân dân. Ông Hạnh và ông Thành vẫn giữ liên lạc với nhau cho đến tận cuối năm 1974. Sau này có nhiều tư liệu báo chí nước ngoài gọi ông Hạnh là tư lệnh không biết bắn súng. Sở dĩ có biệt danh như vậy là vì năm 1967, ông được chỉ định giữ chức vụ Phó Tư lệnh Sư đoàn 21 Bộ binh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, tức Minh Đờn, làm tư lệnh. Năm 1968, ông được cử giữ chức vụ Tư lệnh Biệt khu 44, bao gồm Hà Tiên, Châu Đốc, Kiến Phong và Kiến Tường. Trong nhiều lần đối mặt với lực lượng cách mạng, ông đều lệnh cho binh sĩ đánh ở thế giằng co mà không tiến chiếm mục tiêu. Khi quân giải phóng rút quân, ông cũng ra lệnh rút quân về. Các cố vấn Mỹ thì thường mỉa mai, gọi ông là tư lệnh thận trọng, tư lệnh không bao giờ chiếm mục tiêu, tư lệnh không biết bắn súng. Ông thậm chí đã từ chối không thả B-52 vào mật khu trên kênh Tháp 10, viện lẽ là quá đông dân. Lúc ông làm tư lệnh Phó Sư đoàn 21, trong những cuộc hành quân, ông lệnh cho trực thăng võ trang phải thận trọng, khi nào dưới đất bắn lên mới được bắn lại. Ông nói với Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, tức Minh Đờn rằng, Sư đoàn đã sử dụng hỏa lực bừa bãi, thế cảnh chết chóc nhiều, tôi không chịu nổi. Có lẽ tôi sẽ không làm việc lâu với anh. Vào tháng 5 năm 1974, khi tướng Hạnh ở tuổi 48, đang mang quân hàm chuẩn tướng, thì bị Tổng thống Thiệu ký quyết định cho về hưu sớm. Sở dĩ có chuyện này là bởi ý đồ sâu xa của ông Thiệu là muốn loại bỏ bớt những người ngả theo tướng Dương Văn Minh. Mặc dù trở thành tay trong của cách mạng từ năm 1963, nhưng gần như ông Hạnh không được giao nhiệm vụ gì quan trọng cho tới tận tháng 4 năm 1975. Thời cơ vừa chín, Trung ương Cục miền Nam đánh giá là đã đến lúc đưa chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh quay lại. Lãnh đạo Trung ương Cục ở trên đã chỉ đạo bằng mọi giá đưa chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh về Sài Gòn trước ngày 28 tháng 4 để kịp gặp Tổng thống Dương Văn Minh vừa nhậm chức. Ngày 28 tháng 4, khi Đại tướng Dương Văn Minh trở thành Tổng thống, ông Hạnh được phân công giữ chức phụ tá cho tân Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Vĩnh Lộc, người đào nhiệm ngay sau đó.
trở thành quyền tổng tham mưu trưởng, ông Hạnh ra tuyên bố kêu gọi binh sĩ buông súng. Ông Nguyễn Hữu Hạnh chính là một trong hai vị tướng bên cạnh Tổng thống Dương Văn Minh trong giờ phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Người còn lại là Trung tướng Nguyễn Hữu Có, đối thủ cũ của tướng Minh. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh là cơ sở nội tuyến chiến lược của khối binh vận. Nhiều năm xây dựng, dự tính thời cuộc, tổ chức đã kiên nhẫn chờ đợi ngày mà ông Hạnh sẽ nắm được thời cơ. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến và ông đã hoàn thành nhiệm vụ trên cả mong đợi. Có rất nhiều yếu tố đưa đến cho chúng ta vào ngày 30 tháng 4 với Sài Gòn nguyên vẹn, chấm dứt đổ máu lập tức và trong ấy phần của ông Hạnh không hề nhỏ. Ông Phạm Văn Thắng, phó chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thống khối binh vận sau này nhớ lại. Sau năm 1975 trong chế độ mới, ông Hạnh giữ chức Tổng thư ký Hội Nhân dân Bảo trợ Nhà trường, sau được bầu là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là nhân sĩ yêu nước và giữ chức vị đó cho tới tận ngày cuối đời. Mỗi khi đến lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 4, rất nhiều sự kiện được tường thuật soi chiếu, phân tích, đánh giá mọi góc cạnh, bàn thảo mọi góc nhìn. Chỉ ông Nguyễn Hữu Hạnh là rất ít khi nói đến những việc mình đã làm. Ông bảo: "Tôi theo binh nghiệp trong thời điểm chiến tranh ác liệt nhất, nhưng thật sự thấy bom đạn chết chóc tôi không chịu nổi. Tôi đã bóc bỏ những đề xuất giải thảm B-52 xuống mật khu tháp 10 của cố vấn Mỹ, đã kéo dài những cuộc hành quân để không biến thành những trận càn. Lòng tôi lúc nào cũng nghĩ đến hòa bình, đến thống nhất hai miền bằng hòa giải dân tộc, phát triển kinh tế để độc lập. Cũng vì vậy mà qua tranh luận, tìm hiểu, đấu tranh, tôi đã từ từ nhích đến gần với cách mạng." Ông Kiều Xuân Long, đại diện Ban Chí vận đã nhận xét về chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh rằng: "Trong chiến tranh, có những chiến công lẫy lừng mà ai ai cũng nhìn thấy, thậm chí cầm nắm được. Có những anh hùng sáng chói trong một khoảnh khắc, không ai phải bàn cãi. Ngược lại, cũng có những chiến công không thể đo lường. Người anh hùng thầm lặng, không ai biết mặt, biết tên, thậm chí lại còn phải chịu đựng những sự hiểu lầm. Việc ông Hạnh đã làm là một chiến công như vậy. Là người đi qua chiến tranh, may mắn lành lặn vào đến Sài Gòn đúng trưa 30 tháng 4, chúng tôi mang ơn ông trong tim và cho rằng mọi người cũng vậy." Xây nhà gần nghĩa địa. Ông Nguyễn Hữu Hạnh có khoảng 14 người con, có người sinh sống ở Đức, hầu hết sinh sống làm ăn ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau ngày người bạn đời mất, ông buồn bã, thường về dưới quê sống ẩn dật, vui vầy với bạn bè, thân tộc, tránh ồn ào nơi thị thành phồn hoa. Trong thời gian lưu lại đất quê ở Châu Thành, Tiền Giang, ông đã giúp đỡ một người phụ nữ góa chồng, nuôi 5 con rất nghèo với nghề bán vé số dạo, bà Trần Thị Hiệp, hay còn gọi là bà Tư Bóng, nhỏ hơn ông 33 tuổi, đã cùng ông chung sống, viết nên chuyện tình rất đẹp tại ấp Me, thị trấn Tân Hiệp. Ông quay về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh mượn 30 triệu đồng, trả góp trừ lương 2 triệu một tháng để xây một căn nhà khoảng 30m² ngay nghĩa địa làm nơi sinh sống. Xung quanh chỉ toàn thấy màu mả. Đối với nhiều người yếu bóng vía có thể thấy sợ hãi, không dám ở, nhưng đối với ông Hạnh thì vô tư. Ở cái tuổi bóng xế, không dễ gì có thể đến được với nhau. Các con ông Nguyễn Hữu Hạnh thì kịch liệt phản đối chuyện của ông với bà Hiệp, còn ông thì cương quyết với lập trường, tình yêu tuổi già, nên cuối cùng các con cháu ông phải nhượng bộ. Bà Hiệp kể: "Chồng tu chết, 5 đứa con ngày đi bán vé số gặp ổng. Ổng cho tôi mấy chục cân gạo. Ổng hiền lành, chân thật, thương người, nên tôi về với ổng. Các con ổng không chịu, gọi tôi là chị. Ông cự con. Má các con chết, người ta thương, trông nom săn sóc ba, thì các con mừng chứ. Sao gọi vợ của ba là chị chứ? Giờ sắp nhỏ chịu rồi. Ngày giỗ ông bà, vợ ổng, tôi với ổng mới về. Con cháu đều tụ tập ở trên." Hai người sống nương tựa vào nhau cho đến ngày 29 tháng 9 năm 2019, ông qua đời tại Bệnh viện Thống Nhất sau một thời gian dài lâm bệnh. Ngay trong ngày, tang lễ của ông đã được tổ chức tại căn nhà mà các con ông mua để dành làm nơi thờ cúng của dòng họ ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo các con của ông, tang lễ của ông đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng chính quyền địa phương hỗ trợ tổ chức trang trọng, chu đáo, nên dù lúc tang giao bối rối, nhưng lễ tang vẫn được tươm tất, đầy đủ nghi lễ. Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh xúc động chia sẻ: "Vĩnh biệt chú với lòng thương tiếc và biết ơn sâu sắc, cháu mãi mãi ghi nhớ những lời chú gửi gắm, mãi khắc ghi hình ảnh bậc nhân sĩ yêu nước
và những đóng góp quan trọng đầy ý nghĩa của chú cho đất nước, cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Cháu không thể quên hình ảnh những năm cuối đời, mặc dầu đau yếu, chú không quên nhắc nhớ các anh em ở mặt trận Tổ quốc thành phố, hãy cố gắng chăm lo để ngôi nhà mặt trận là mái ấm của mọi thành phần, của các tầng lớp nhân dân thành phố. Còn ông Phạm Văn Thắng, 74 tuổi, hiện đang là phó chủ nhiệm câu lạc bộ kháng chiến khối binh vận Hồ Chí Minh, gọi ông Hạnh là người anh hùng thầm lặng. Ông Thắng viết: "Nhờ ơn anh mà đồng bào và chiến sĩ ít đổ máu trong ngày chiến thắng." Ông Kiều Xuân Long, thay mặt ban chí vận, mặt trận khu ủy Sài Gòn Gia Định năm xưa, viết trong sổ tang: "Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, một vị tướng của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng trái tim và khối óc là của nhân dân mình, đã cống hiến xứng đáng cho cuộc kháng chiến thắng lợi trong giờ phút lịch sử của quân dân Việt Nam. Dù chuẩn tướng đã mất, nhưng câu nói người Việt Nam mình không bao giờ chia rẽ và không thể chia rẽ của ông sẽ luôn còn vang vọng trong mỗi trái tim về ước vọng, tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, trường sinh bất diệt." Trong cuốn Lịch sử Nam Bộ Kháng chiến có viết rằng 28 năm sau chiến tranh, Trung ương Đảng đã tiếp cận để đánh giá hiện tượng Dương Văn Minh. Tuyên bố của Dương Văn Minh và nhật lệnh của Nguyễn Hữu Hạnh cũng đã có những tác dụng nhất định làm giảm đi ý chí đề kháng của đại bộ phận quân ngụy vào những giờ chót của chiến tranh, tạo thuận lợi để đại quân ta tiến vào Sài Gòn, thúc đẩy Dương Văn Minh ngừng bắn tức thời. Đó là một thành công của công tác binh địch vận, đã chọn đúng đối tượng để tác động vào đúng thời điểm. Đó là một đóng góp quan trọng của mũi binh địch vận trong thời điểm kết thúc chiến tranh.